Hello anh em, lại là mình đây, Tuấn của Auto 89. Và như mọi ngày thôi thì hôm nay mình lại lên cho anh em một ít đồ như anh em thấy ở đây. Một ít thớt dàn kiêm giải mã 24 bit cực kỳ nhiều và cao cấp. Đây là một ít loa. Và quan trọng nhất ở đây là một con boss VA cực kỳ đẹp luôn anh em nhé. Hàng này rất đẹp luôn. Và đây nữa là con số 01 này, mình muốn giới thiệu đến anh em, mình giới thiệu tổng quát trước nhé, là cặp loa Pioneer Bass 14cm của dàn chung, khá là ok, rất là đẹp. Rồi, mình sẽ bắt đầu vào video thì anh em hãy nhớ số điện thoại của mình là 0976663776. Và địa chỉ cửa hàng của mình ở địa chỉ là 141 đường Chùa Chuông, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên anh em nhé. Anh em lưu ý một chút là cái cửa hàng mình địa chỉ 141 đường Chùa Chuông, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Và số điện thoại của mình là 0976663776 anh em nhé. Ok, để vào luôn thì mình sẽ bắt đầu từ cặp loa số 01. Anh em thì nhìn thấy đây là một cặp loa chung của thằng Pioneer. Bass nó là 14cm, gân lụa tẩm dầu cực kỳ bền luôn và vĩnh viễn không bao giờ rách được anh em nhé, cực kỳ bền. Bên trên là một con chép giấy cao cấp thụt hơi ở mặt trước. Đây, anh em nhìn đây, con này là con Bass Reflect này, Wide Ranger này, Space System này, đấy, Pioneer. Và mình sẽ quay phía sau cho anh em xem. Đây, phía sau của nó đây, con này made in Indonesia, công suất là 25W và chở kháng là 4 ohm anh em nhé. Ít thấy một con loa dàn chung nào mà chở kháng 4 ohm thôi anh em ạ, cực kỳ hiếm luôn. Và con này thì đánh cực kỳ hay, dòng Pioneer thì mình không có điểm chê rồi, đánh khá là chất anh em nhé, cực kỳ ngon. Đấy, anh em nhìn đấy, tem nhật xịn luôn, con này gọi là xịn luôn. Công suất có 25W thôi nhưng mà cực kỳ gấu rồi, không bao giờ phải nghĩ về con này. Đánh căng đét những cái phòng khoảng tầm 30m2 trở về anh em nhé. Và hiện tại cái cặp này có cả con căng vẫn còn đẹp góc cạnh luôn. Hiện tại mình đang bán cho anh em với cái giá con này là 1.400.000 anh em nhé. 1.400.000 cho cái cặp này, khá là đẹp. Rồi, đấy là cặp loa đầu tiên 1.400.000 mình sẽ đặt cho sang một bên. Và tiếp theo là đến cái đống hàng quen thuộc với anh em, đây là đống thớt dàn anh em nhé. Thì anh em có thể nhìn thấy cặp số 02 ở đây thì mình có con ở phía bên trên này thì là con Onkyo UN7 anh em nhé. Onkyo UN7 thì con này CD của nó kén đĩa rồi, kén đĩa thì không phải là nó chết anh em nhé, mà lúc nó đọc lúc nó không, vui thì nó đọc mà không vui thì nó không. Còn lại thì mọi chức năng khác hoạt động tốt. Giải mã 24 bit chuẩn và cực kỳ nhiều công nghệ ở đây. Anh em thể nhìn thấy rất nhiều công nghệ DTS này, Donbo này, Chiamin Thớt này, tất cả các công nghệ cao cấp đều tích hợp và sẵn trong con này. Và con này một trong số những con cao cấp của thằng Onkyo, có thể phối ghép thành dàn 5.1 được anh em nhé. Đây, mình sẽ quay mặt sau đây, anh em nhìn thấy hình thức luôn này. Nó có những cái vết thực sự là không đáng có. Không biết anh em nào gọi đây thì xin lỗi, mình sẽ nghe điện thoại một chút rồi mình sẽ quay trở lại ngay với anh em ngay sau đây nhé. Chào anh em, mình lại trở lại đây. Thì mình lại giới thiệu tiếp con này, là con UN7 anh em nhé. Thì đây anh em này nhìn thấy nó có những cái vết xước gọi là không thể nào tránh khỏi đây. Có những cái vết móp. Đây là căn trọng và nó zin thì nó sẽ bị như thế anh em nhé, không thể nào tránh được. Đây, anh em sẽ thể nhìn ở đây. Công suất của con này là 66W và điện nguyên bản là 100V. Tất cả cổng kết nối nó ở đây anh em nhé. Đây là optical in để phục vụ giải mã 24 bit ở đây này. Và đây là cái kẹp loa đánh căng đét những cặp loa bass 25cm trở về. Cục dàn này nó khá dài anh em nhé, dài hơn những cục audio bình thường đây. Anh em nhìn thấy chỗ dài hơn. Đấy. Và hiện tại cái cặp này, cái con này hiện tại mình đang bán xả là chỉ có 1.800.000 thôi anh em nhé. 1.800.000 cho con này thôi. Thì anh em nào có nhu cầu thì gửi mình 1.800.000 cho con Onkyo UN7 1.800.000. Rồi ok, và còn bên dưới là con Onkyo V7 anh em nhé. V7 là một trong số những mã cao cấp gần nhất của thằng Onkyo rồi. Ở trong cái cùng phân khúc mà chỉnh tông trên mặt dàn này, anh em nhìn thấy nút tông ở đây. Bass chép chỉnh trực tiếp trên mặt dàn này và Super Bass này. Đấy. Mọi chức năng thì hoạt động hoàn hảo và anh em thì nhìn thấy con cao cấp này, núm là núm nhôm anh em nhé, núm bọc nhôm này. Rất cao cấp luôn. Đấy. MD đây, đọc hoàn hảo, CD đọc hoàn hảo, không kén bất kỳ đĩa gì anh em nhé. Và quan trọng nhất là con này có thể dò đài trực tiếp vào trên mặt dàn anh em ạ, dò đài trực tiếp trên mặt dàn luôn, cực kỳ tiện lợi. Đây, hình thức thì cực kỳ đẹp, con này đẹp góc cạnh luôn anh em nhé, đẹp góc cạnh luôn. Đây anh em nhìn thấy Onkyo V77 công suất là 55W, điện nguyên bản 100V. Đây tất cả các cổng kết nối kẹp loa nó đây anh em nhìn thấy. Đây là kẹp antenna FM này. Và cái hay con này so với những con khác này, anh em thì nhìn thấy ở đây nó có cổng processor để anh em thì kẹp equalizer ở ngoài vào anh em nhé.
những con cao cấp mới có thôi, con cỏ cỏ không có đâu. Và đây là cái cổng quang optical in để phục vụ anh em giải mã 24 bit, và trên này các cổng in out của anh em xuất ra âm ly các kiểu. Đấy. Thì con này có thể phục vụ làm giải mã cho anh em, hoặc là có thể anh em đánh trực tiếp cặp loa được. Giải mã thì xuất ra cái bộ dàn âm thanh có sẵn ở nhà cho anh em, chuẩn 24 bit. Và những cái bộ anh em đừng tin mấy thằng tàu nó ghi ở mấy cái con giải mã của thằng Trung Quốc, nó ghi là 32 bit với cả 48 bit các thứ, nó toàn ghi bố láo thôi, không phải đâu anh em nhé. Những con 24 bit nó đập chết luôn. Rồi, con này con V7 thì hiện tại mình đang bán cho anh em với giá là 1.700.000 anh em nhé. Anh em nào có nhu cầu thì cứ với mình. Rồi. Ok. Tiếp đến là cái cọc số 03, anh em thể nhìn thấy ở đây. Mình đã xếp lần lượt đây. 1 2 3 4 con. Hiện tại bây giờ đang còn 4 con. Con này là con Onkyo N7X anh em nhé, một trong số những con cao cấp của thằng Onkyo. Anh em có thể nhìn thấy cái mặt xanh huyền thoại của nó, mặt xanh là cao cấp rồi, và cái núm đèn xanh rất là đẹp. Thì hiện tại con này hoạt động hoàn hảo mọi chức năng, và cái MD thì của cái dòng này là 2MD, nên là nó cũng sẽ hơi kén đĩa một chút. MD anh em nhé, hơi kén đĩa một chút. Thì CD đọc nhanh hơn trộm chó luôn. Đây đích này, có công nghệ DLA này, link này, mang tầng WIDAT độc quyền này anh em nhé. Optical in này. Đấy, phục vụ giải mã 24 bit digital này. Đấy, line in line out mặt trước này, cổng phone này, cực kỳ nhiều chức năng. Và con này đánh cực kỳ khỏe luôn, con này đánh được cả loa bát 30 luôn anh em nhé. Bát 30 nó đánh căng đét luôn, mà mình khẳng định nó đánh cực kỳ căng. Đây là kẹp loa này. Đây là đường kết nối anten AM FM này. Và đây là cái cổng in out này. Và cuối cùng đây cổng giải mã optical in 24 bit chuẩn anh em nhé. Đây em thể nhìn thấy N7X, và quan trọng nhất là vẫn made in Japan. Onkyo là made in Japan rồi anh em nhé. Con này hôm nay thì mình sẽ bán giá thanh lý cho anh em là chỉ có 2 triệu thôi anh em nhé. 2 triệu cho cái cục này, cực kỳ ngon, và mình khẳng định nó là một trong số những cặp. Vâng, mà con này thì mình sẽ để cho anh em chỉ có giá là 2 triệu thôi. Bình thường thì con này nó rơi vào khoảng tầm giá 2.300.000, nhưng trong video này mình sẽ để rẻ cho anh em, chỉ có 2 triệu. Hiện tại mình có 4 con. Và anh em nào mà muốn lấy thêm cái khiển mà chỉnh bát chép và super bát cho con này, chỉnh full chức năng luôn con này anh em nhé, thêm 100.000 mình sẽ gửi kèm cho anh em cái khiển nữa, chỉnh full chức năng luôn. Con này một trong số những con cực kỳ cao cấp của thằng Onkyo rồi, đánh cực kỳ sướng anh em nhé, rất sướng. Đấy, mình có 4 con. Rồi đến cọc số 04, anh em thì nhìn thấy ở đây thì đây là 3 con DNOMG33 anh em nhé, anh em nhé. Nếu nó có chung chức năng thì mình chỉ giới thiệu một con ở trên cùng thôi. Thì con này này, MD hoạt động hoàn hảo, CD đọc hoàn hảo này, kết nối tất cả các thiết bị ngoại vi đều ok, có cổng phone này và cái cổng kết nối portal ở mặt trước này. Đấy, anh em nhìn thấy. Đấy, mình sẽ quay phía sau cho anh em. Đây, cổng quách cũng khá là ok. Đây là kẹp loa này, đánh căng đét những cặp loa bass 25cm trở về. Đây là đường xúc điện out này, kẹp anten AM FM, con này đủ 108 anh em nhé. Anh em chơi AM FM cực kỳ ngon. Và đây là đường optical in và out để phục vụ giải mã cho anh em. Đây là các cái đường tín hiệu để anh em xuất ra âm ly các thứ này. Và con này công suất 55W và điện nguyên bản 100V. Hàng thì luôn luôn sẵn có anh em nhé, cực kỳ ngon. Và hiện tại con này thì mình đang bán cho anh em với cái giá là cũng chỉ có 2 triệu tròn thôi anh em nhé. 2 triệu tròn cho anh em với giá này. Mặt nhôm thì cao cấp rồi, độc quyền của thằng Onkyo rồi, à độc quyền của thằng Denon rồi anh em nhé, rất là ngon. Vâng, thưa anh em, vậy thì là cái con này thì mình sẽ chỉ để cho anh em với giá là 2 triệu tròn thôi. Cũng tròn 2 triệu thôi, cũng giống mọi bên này. Và hôm nay là cái ngày mà mình bán giá đồng giá 2 triệu anh em nhé. Đồng giá 2 triệu, rất nhiều đồ 2 triệu. Đấy, hình thức thì rất là đẹp, anh em nhìn thấy tổng quan rất là đẹp. Được rồi, thì ok, ba con giống nhau anh em nhé. Hiện tại thì mình sẽ sang cái clip loa bên này đi. Sang cái đống loa thì anh em thấy, nhìn thấy hôm nay mình xếp có 2 cọc thôi. Đấy, 2 cọc loa. Và bắt đầu từ con số 05 đi anh em nhé. Con số 05 anh em thì nhìn thấy ở đây là con 7GX DV. Thì loa nó bên trên là con chép dom cao cấp này. Anh em thể nhìn thấy chép dom cao cấp này, từ kép công suất như 25W một chiếc thì phải. Bên dưới là con bát sợi keva anh em nhé. Sợi keva gân cao su cực kỳ mềm, núm thì núm mũi đạn, dâu thì dâu thỏ ngoài anh em nhé, dâu rời ngoài. Đặc trưng là con Kio, thùng vách thì cực kỳ đẹp, siêu đẹp luôn. Đây anh em nhìn thấy. Công suất là 70W và trở kháng 4 ohm. 70W trở kháng 4 ohm và thụt hơi xẻ rãnh mặt sau anh em nhé. Khá là cao cấp, thụt hơi xẻ rãnh mặt sau. Đấy anh em nhìn đi. Thụt hơi xẻ rãnh cao cấp lắm. Rồi, thì hiện tại con này thì mình đang để cho anh em với giá là 1.200.000 anh em nhé. Anh em về ghép âm ly nhỏ hoặc là ghép trợ lời karaoke đều rất ok luôn, ghép trực tiếp được đẩy luôn anh em nhé.
Rồi tiếp đến là con bên dưới là con Onkyo X7A anh em nhé, cũng là một con cao cấp của thằng Onkyo. Đây là con màng da trắng, gân thì gân cao su cực kỳ mềm, chép thì chép đom anh em nhé, cao cấp. Thụt hơi mặt trước này, anh em này nhìn thụt hơi mặt trước, chất lượng thì cũng không bao giờ phải bàn với con này rồi, cực kỳ là ngon. Thùng vách thì rất là đẹp, anh em này nhìn đây đây, thùng vách rất là đẹp. Công suất là 70W và trở kháng là 5 ohm anh em nhé. Trở kháng là 5 ohm, công suất thì 70W, anh em này nhìn đây đây. Đấy, thùng vách thì cực kỳ ok, rất là đẹp. Hiện tại thì cái cặp này mình cũng để đồng giá 1 triệu 2 anh em nhé. 1 triệu 2 cho con này, rất là bình dân rồi. Anh em có thể về ghép thất giản ở nhà, chợ lờ karaoke đều rất ngon. Và con bên dưới cùng này là con Denon MA3 anh em nhé. Em thấy con bát này sợi cũng màng keva này, gân cao su còn cực kỳ mềm và mới luôn anh em nhé. Chép thì là chép đo, cao cấp thằng Denon, thụt hơi mặt trước, cho cái chất bát khá uy lực. Của anh em nào mà muốn nhiều bát thì nên để thụt hơi mặt trước anh em nhé. Đây, công suất là 50W và trở kháng là 6 ohm. Đây, thùng vách cũng rất là ok thôi. Có những vết xấu ở đây do vận chuyển, anh em có thể thông cảm cho mình. Tại vì cái loa thì không thể nào mà đẹp mỹ mãn được. Thì hiện tại bây giờ cặp bên dưới này mình cũng để giá là 1.200.000 anh em nhé. Rồi, tiếp đến cái cặp số 06. Anh em thì nhìn thấy cặp ở trên này là cặp con này là con MA3. Bên trên có chép đom cao cấp ở đây không rồi, không giờ phải bàn nữa. Bát của nó thì con này là bát 14cm anh em nhé. Bát 14cm gân sợi carbon, thụt hơi mặt trước rất là ok. Và con này đánh chất bát thì cực kỳ hay, thằng Denon có thiên về chất bát và bát nghe rất hay, nhất là anh em nghe những dòng nhạc sàn. Thùng vách con này nó hơi xấu một chút anh em nhé, công suất 50W và trở kháng là 6 ohm. Và hiện tại vì nó xấu thì mình sẽ bán con này cực kỳ rẻ, là chỉ có 1.300.000 thôi. Và kích thước của nó ở đây anh em thì nhìn thấy 27, cao 27, ngang 16 và sâu 23cm. 1.300.000 đây, mình vẫn đang dán 1.400.000 đây. Và cặp này mình sẽ bán trong video này chỉ 1.300.000 anh em nhé. Và tiếp đến là con Onkyo D062A, anh em thì nhìn thấy ở đây thì bát của nó là bát 14cm, hai con bát 14cm. Chép thì chép lòng đỏ anh em nhé, cực kỳ cao cấp. Và chép đo cao cấp, từ kép tất cả luôn. Bên dưới này được cụ từ to gần bằng mặt luôn, rất gấu. Thụt hơi mặt trước, anh em có thể ghép chợ lời karaoke hoặc là anh em có thể ghép cặp dàn nghe đều rất ok. Thì vì nó có dòng loa cao cấp mà, nghe rất sướng. Đây, anh em thì nhìn công suất nó 70W và trở kháng là 4 ohm anh em nhé. Thùng vách cũng rất là ok thôi, khá là hay. Và con này thì hiện tại mình sẽ theo giá thanh lý cho anh em chỉ có 1.600.000 thôi. 1.600.000 là duy nhất trong video này mình bán 1.600.000 anh em nhé. Rồi, tiếp đến cặp bên dưới này là cặp Denon ME33 anh em nhé. Anh em nhìn thấy ME33 giống với cặp bên trên này, nhưng cặp bên dưới này sẽ đẹp hơn. Anh em nhìn thấy vân gỗ rất là đẹp. Đây, chép đom cao cấp, bát 14cm, gân cao su cực kỳ mềm và mới anh em nhé. Thụt hơi mặt trước này. Rồi, phía sau anh em này xem thùng vách, không bao giờ phải nghĩ về thùng vách con này luôn, rất là đẹp. Công suất là 50W và trở kháng là 6 ohm anh em nhé. Thì hiện tại con này đánh bát căng đét này thì anh em dùng những dòng nhạc trẻ hoặc nhạc sàn thì chơi khá là hay, hoặc anh em trợ lời karaoke cũng rất được ổn. Rồi, thế mình xin phép là tạm biệt cái đống loa ở đây và đến với cái con cuối cùng hôm nay muốn giới thiệu đến anh em là con Bose VR anh em nhé. Bose VR thì con này nó quá cao cấp rồi, giá xuất xưởng của nó rơi vào gần 3.000 đô anh em nhé, rất cao cấp, gần 3.000 đô con này cơ. Thì anh em thì nhìn thấy bên trên này, đây là cái thất CD của nó anh em nhé, và các cái phím chức năng của nó ở đây anh em nhìn thấy. Con này chỉnh bát chép được anh em nhé, ấn đồng thời phím volume nó sẽ ra chỉnh bát chép này, ba lăng này, anh em thấy cao cấp chưa. Và quan trọng nhất là hệ thống drive của con này thì nó có hai chỗ là nó bao gồm 6 con loa chép anh em nhé, mỗi bên là 3 con. Thì nó bố trí này, một con đằng trước này, một con bên cạnh này, và một con phía sau cùng. Một con phía sau này. Để mình quay phía sau này anh em xem. Đây em nhìn thấy đằng sau nữa. Đây tổng thể 4 con chép và một con bát âm ở bên trong này, thùng ma trận nó đánh ra hai cái thùng hơi ở phía hai hông, bên này và bên kia một con. Thì phía sau của con này anh em thì nhìn thấy ở đây, đây là cái dâu anten để bắt FAM FM này. Con này FAM FM chỉ 90Hz thôi em nhé. Có chọc mic và để hát này. Đây này, có kết nối điện thoại này, TV này, các kiểu. Có giải mã optical in và xuất tín hiệu quang ao anh em nhé. Giải mã optical in thì anh em bắt buộc phải sử dụng đĩa mồi, đĩa MD1, nhưng mà cho chất âm thì cực kỳ hay. Con này mình phải nói là trong tầm giá thì quá hay luôn. Và hiện tại con này thì mình đang bán cho anh em với giá là 7.500.000 anh em nhé. Rất đẹp, và con này là hàng đấu giá luôn. 7.500.000 cho một con Bose VR hàng đấu giá. Đọc đĩa thì nhanh như trộm chó luôn, cực kỳ nhanh. Đĩa MD cũng nhanh, đĩa CD cũng nhanh anh em nhé.
Con này thì anh em chơi cái giá trị, gọi là cái giá trị cốt lõi của nó cực kỳ cao. Mình cho anh em nghe thử chất âm một tí nhé. Tạm dừng ở đây thôi. Và chúc anh em một buổi tối thật vui vẻ và hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo. Cái video này thì mình quay hơi muộn. Rất nhiều anh em đang quay video gọi mà mình chưa kịp nghe điện thoại thì cũng rất mong anh em thông cảm nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video sau.